Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Hôm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội thảo khoa học góp ý bản thảo cuốn sách Lịch sử phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 1928-2020. Nội dung cuốn lịch sử được nghiên cứu, biên soạn gồm 9 chương phản ánh về quá trình hình thành của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn tỉnh. Các đại biểu tham dự hội thảo đã đánh giá rất cao những nỗ lực của nhóm biên soạn trong việc thu thập, tổng hợp và trình bày các thông tin về các sự kiện, tư liệu lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời, một số đại biểu cũng đưa ra ý kiến đóng góp, bổ sung, sửa đổi, giúp cuốn sách trở thành tư liệu cung cấp thông tin toàn diện về lịch sử phát triển của giai cấp công nhân, viên chức, lao động tỉnh qua các giai đoạn. Trên cơ sở góp ý của các đại biểu, ban biên soạn tiếp tục hoàn chỉnh nội dung bản thảo, bổ sung tư liệu, sự kiện, ảnh minh họa của tổ chức công đoàn để sớm hoàn thiện cuốn sách. Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là hai mặt không thể tách rời của cùng một vấn đề. Mục tiêu là bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân. Xác định vai trò quan trọng đó, cấp ủy chính quyền huyện Yên Lạc luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, hiệu quả ngày càng đi vào thực chất. Ngày 4 tháng 10 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Yên Lạc đã bắt giữ đối tượng Phùng Thị Nga, sinh năm 1981, ở xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc để điều tra hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Theo điều tra, trong thời gian từ tháng 10 năm 2020 đến khi bị bắt, Phùng Thị Nga đã sử dụng các tài khoản Facebook và tài khoản YouTube Dân Oan Vĩnh Phúc để đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung xuyên tạc, nói xấu, không đúng sự thật, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín đối với các tổ chức cá nhân của huyện Yên Lạc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của cá nhân các đồng chí lãnh đạo, cũng như vai trò, vị trí, chức năng của các cơ quan nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và ảnh hưởng đến an ninh chính trị trên địa bàn. Mới đây, Tòa án Nhân dân huyện Yên Lạc mở phiên tòa xét xử bị cáo Phùng Thị Nga về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phùng Thị Nga 24 tháng tù. Bản án thích đáng dành cho Nga cũng là lời cảnh tỉnh cho các cá nhân, tổ chức trong quá trình sử dụng mạng xã hội. Và qua cái việc này, thì tôi cũng muốn nhắc đến tất cả người dân nói chung, cũng như tất cả những người sử dụng mạng xã hội, Internet nói riêng. Một là quá trình sử dụng mạng xã hội là phải chắt lọc thông tin. Trước khi sử dụng thông tin, đăng tải thông tin là phải kiểm chứng. Thông tin, nguồn thông tin phải chính xác. Tuyệt đối không được đăng tải những thông tin sai sự thật hoặc là xúc phạm danh dự uy tín người khác hoặc là những thông tin mà trái quy định pháp luật. Và tất cả những cái nguồn thông tin, những cái hành vi trên mạng xã hội mà vượt qua làn danh quy định pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh và công bằng trước pháp luật. Thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Ban Chỉ đạo 35 huyện Yên Lạc đã chú trọng tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Từ năm 2021 đến nay, huyện đã tuyên truyền trên 1.600 bài viết, đăng trên 400 tin bài, hình ảnh về các hoạt động của địa phương, gương người tốt, việc tốt, các vấn đề xã hội quan tâm, nhằm định hướng dư luận, phản bác thông tin sai trái, thù địch trên các trang Facebook. Đặc biệt, Công an huyện đã kịp thời phát hiện, xác minh và tiến hành xử lý 6 trường hợp cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, đăng tải bình luận, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin giả mạo, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên mạng xã hội. Đồng thời, tổ chức thực hiện hiệu quả đề án số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Ban Chỉ đạo 35 huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các cái chỉ tiêu, các cái nhiệm vụ giải pháp. Chúng ta sẽ phải nâng cao được cái công tác tuyên truyền, quán triệt chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, và cũng đưa vào cái sinh hoạt chi bộ, thế và tăng cường cái trao đổi tương tác trên không gian mạng. Thì mỗi cơ quan đơn vị và mỗi thành viên Ban Chỉ đạo 35
sẽ phải mở các cái tài khoản Facebook, Zalo hay là fanpage và thường xuyên cập nhật để viết những cái bài viết đăng trên đó, đồng thời phát hiện những cái thông tin xấu độc, sai trái để mà kịp thời đấu tranh phản bác. Hiện tại, các thế lực thù địch vẫn chống phá Đảng, Nhà nước ta với nhiều chiêu trò và thủ đoạn ngày càng tinh vi. Do vậy, huyện Yên Lạc xác định biện pháp hữu hiệu, trọng tâm để ngăn chặn hiệu quả vấn đề này là tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực, kịp thời xử lý các vấn đề tình huống phát sinh, tạo sự đồng thuận, ổn định xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, thực hiện công tác dân vận trong huấn luyện, cán bộ chiến sĩ lực lượng tự vệ các đơn vị trong cụm 2 và cụm 3 thành phố Vĩnh Yên đã tham gia công tác dân vận làm vệ sinh môi trường tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố và nghĩa trang liệt sĩ xã Thanh Trù. Cán bộ chiến sĩ tự vệ trong cụm đã tiến hành chăm sóc các phần mộ liệt sĩ, quét dọn, cắt nhổ cỏ và làm vệ sinh môi trường toàn bộ khuôn viên các nghĩa trang liệt sĩ, tạo cảnh quan môi trường khuôn viên nghĩa trang sạch đẹp. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của lực lượng vũ trang thành phố, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng, tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương đã hy sinh anh dũng vì độc lập của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Nhân dịp này, lực lượng tự vệ trong cụm đã đến thăm, tặng quà động viên các gia đình chính sách trên địa bàn phường Khai Quang và xã Thanh Trù, tham gia vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa, sân vườn, giúp các gia đình chính sách. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 chính thức diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 6. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại các hội đồng thi trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông được tổ chức an toàn, thành công. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp 2-3 Vĩnh Phúc có 318 thí sinh đăng ký dự thi. Để phục vụ tốt kỳ thi, nhà trường đã tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và phối hợp với các đơn vị chức năng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cháy nổ, đảm bảo công tác y tế và có phương án xử lý khi phát sinh tình huống thí sinh là F0. Nhà trường đã thành lập được 14 phòng thi và có một phòng dự phòng. Phòng dự phòng thì đã cách biệt với phòng thi. Do vậy là trong quá trình mà thực hiện nếu có tình huống bất thường xảy ra thì nhà trường đã có để tính phương án xử lý kịp thời đối với trường hợp mà F0. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng đã có một đội tình nguyện viên phục vụ cho kỳ thi tại thì trước và trong quá trình thực hiện kỳ thi. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2022-2023, toàn tỉnh có 16.639 học sinh đăng ký dự thi ở 29 hội đồng thi với 704 phòng thi, 11 học sinh đăng ký xét tuyển và 326 học sinh đăng ký tuyển thẳng. Đến thời điểm này, mọi điều kiện phục vụ cho kỳ thi đã sẵn sàng. Đặc biệt, trong những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tình trạng mưa lớn làm ngập cục bộ tại một số điểm ở nhiều địa phương. Do vậy, các hội đồng thi đều lên các phương án ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết khi xảy ra tình trạng thiên tai, mưa lũ. Nếu có tình huống mưa lũ xảy ra, thì một số thí sinh ở một số điểm, ví dụ như ở Vĩnh Yên, là có thể là không đến được trường thi trong những ngày thi nếu xảy ra tình huống mưa lũ. Thì cái này nhà trường cũng đã tìm hiểu, nắm danh sách các cái thí sinh có nguy cơ trong cái việc này, thì cũng đã liên hệ với gia đình, thống nhất cái phương án. Một là gia đình có thể bố trí cho thí sinh ở trọ khu vực gần cổng trường. Đấy, cái phương án thứ hai là tìm hiểu trước các cái đường đi, có thể đi vòng xa hơn nhưng vẫn đảm bảo đến kịp trường thi. Theo kế hoạch, ngày mai mùng 4 tháng 6, các thí sinh sẽ thi hai bài thi. Buổi sáng các em thi bài thi ngữ văn với thời gian thi 120 phút. Buổi chiều các em thi bài thi tổ hợp với thời gian thi 90 phút. Buổi sáng ngày mùng 5 tháng 6, các em làm bài thi toán với thời gian thi 120 phút. Riêng đối với các thí sinh thi vào trường Trung học Phổ thông chuyên Vĩnh Phúc, các em sẽ thi bài thi môn chuyên theo nguyện vọng đăng ký vào sáng ngày 6 tháng 6 tại các điểm thi do Hội đồng thi Trung học Phổ thông chuyên Vĩnh Phúc bố trí.